Rồi, việc chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu đến quý vị và các bạn một cặp loa kèn kèn gang nha. Thì những cái dòng kèn này thì giờ khó kiếm lắm quý vị và các bạn. Do anh em là sưu tầm khá là nhiều cho nên giờ kèn gang nó lên mắc dữ lắm. Để mình đo kích thước cho quý vị và các bạn xem nha. Cao của cặp kèn này là cao là 12 năm quý vị và các bạn. 12 năm, chiều cao 12 năm nha. Ngang là 28 năm. Ngang là 28 năm, mình chưa có vệ sinh gì đâu. Giờ zin 100% và chiều sâu của kèn này là, mình đo chiều sâu coi, chiều sâu là 26 rồi quý vị và các bạn. Gan nha, 2, 4, 6 lỗ, rõ vậy là quý vị và các bạn biết rồi nha. Đặc biệt là cái họng này mình dặn ra được nên quý vị và các bạn có thể thay đổi cũ lo khác bình thường. Đây là việc đã dặn ra nè, việc đã dặn ra rồi. Cái củ lo này khá là to quý vị và các bạn. Củ lo ché, củ lo nè, kinh khủng không? Lo củ kèn của Nhật, để mình đo cái củ kèn này zin 100% nha. Đường kính hơn 10 chút quý vị. Cái đường kính hơn 10 chút, 8 ohm. Ở phía ở đây là người ta làm bằng nhôm luôn nè quý vị. Để mình quay sát cho quý vị và các bạn xem nha. 100% nhôm. Bên đây cũng vậy nha. Đít còi thì còn vàng hực luôn nè, vàng khè luôn. Đây. Quý vị và các bạn thấy rất tuyệt vời nha. Đấy, nặng lắm. Những cái này giờ sưu tầm. Chứ sự thật là quý vị và các bạn á, mình đôi lúc mình có tiền mình muốn mua nó lại không có người bán cho mình. Tại vì đa số những cái kèn như thế này thì giờ anh em sưu tầm khá là nhiều nên nó cũng không còn nhiều trên thị trường nữa. Và đặc biệt là quan trọng là cái chỗ cái họng kèn này nè. Quý vị và các bạn sở hữu được cái họng này rồi thì quý vị và các bạn có thể đổi nhiều cái củ khác nhau. Đó. Muốn chơi củ gì đó thì mình chơi. Đôi khi chơi củ Z-Bell, chơi củ Entep, chơi củ gì đó thì tùy quý vị và các bạn nha. Rồi, quý vị và các bạn nào cần thì liên hệ với Việt nha. Xin 100% hát tốt.